ơi, chị đợi ý, em nghe nói chị làm ở Đức Xanh Rìm mình được 5 năm rồi đó. Công ty mình không làm đâu được hả em? Được chứ, nhưng mà sao vậy chị? Có gì ở đây chị được biết được nhiều tiền nè. Chị được đi đây đi đó bán dự án đẹp. Rồi các sĩ lại ghi nhận chị, quan tâm hoạt động với chị liên tục luôn á. Em thấy những công ty khác đều có. Đúng rồi đó, em coi nha, có được bao lâu? Là sao? Thì em thấy đi, cái công việc của mình á, theo doanh nghiệp đào thải như vậy, đi sai một bước đường nha em. Ở đây em thấy đó, từ lúc thành lập tới giờ, dự án nào cũng đẹp nè, đúng không? Công ty mình liên tục phát triển nữa. Em tìm được tổ chức như vậy rồi á, thì em làm thôi. Em phát triển, em học tập là thế nào em cũng sẽ được đi lên những vị trí mới mà con giao nữa. Wow, chắc chị em giàu dữ lắm. Chuyện này thì khoan khoan thì cũng không đúng. Nhưng mà cũng nhờ chị làm công ty, không mà chị cũng mua được một cái căn hộ của chị khi mà công ty không có dự án đó. Nên chị hay nói với bạn, ráng làm đi. Khi nào mà công ty có dự án được á, thì mua luôn. Đó có nhà có cửa người ta. Chị nói như vậy á, chị có cái bí quyết gì mà chia sẻ cho em, giúp cho em thăng tiến để cho em có cái động lực, em phấn đấu hơn không chị? Chị cho em dạy từ khóa. Nhất là em phải nhanh. Thứ hai là em phải thích ứng. Thứ ba là kiên trì nha em. Thứ tư, em phải làm đúng. Làm đúng thì đi được tới rất là nhiều nơi. Thứ năm, em phải biết kết nối. Và thứ sáu là em phải học tập liên tục. Chị, vậy nếu mà công ty mình á, chị có chia sẻ gì cho em không? Thật ra là một cái tổ chức thành công hay không á em là cái ban lãnh đạo rất là quan trọng. Nếu như mà em chọn đúng mình chủ rồi á thì em chỉ cần làm và em nâng cấp bản thân thì chắc chắn em sẽ được nâng lên những tầm cao mới của mình. Và em chỉ thành công khi mà em có đồng đội thôi. Mà đồng đội của em chính là sức mạnh của em. Ở đây đồng đội của em chính là thương hiệu nè, ban lãnh đạo của em nè, các đồng đội chính phủ của em và các phòng ban khác nữa. Trời ơi chị, vậy là chị tuyệt vời quá à. Chị xin dí đi trời. Xin dí nha. Em xin dí nha. Ừ, cố gắng lên em. Ở Đức Xanh Review mà tất cả mọi người đều sẵn sàng đẩy em lên đỉnh cao của thành công với em, nỗ lực hết mình. Vậy là em phải làm ở Đức Xanh Review lâu dài với chị em rồi. Đúng rồi.